Chúng ta sẽ tiến hành gấp đôi cái tận giấy này lại. Cái phần này thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ những cái chỗ thừa đi. Tại vì lúc nãy mình cắt nó áng chừng á, mình không cắt thẳng nên là gấp giấy nó không được đều. Mình sẽ cắt hết những cái phần thừa này đi nhé. Rồi chúng ta sẽ gấp ngắn cái đoạn này vào để cắt cho nó nhanh hơn. Gấp xong thì mình sẽ cắt sợi để tạo thành hình cánh hoa. Đây, mình vừa cắt quá nên là nó bị đứt mất rồi. Cái phần kia thì mình sẽ chọc luôn vào để cắt này. Cắt xong mình cứ uốn như bình thường là được các bạn ạ. Tại vì cái phần nhụy của mình nó đứt một quãng dài cơ, không phải quãng ngắn. Đứt đoạn ngắn thì các bạn có thể bỏ đi được luôn. Tuy nhiên đứt đoạn dài như thế này thì có thể tiến hành cuốn luôn mà không sao cả. Cắt đến đây bị nhỏ quá rồi thì chúng ta sẽ mở hẳn cái phần giấy này ra và tiến hành cắt tiếp. Mình sẽ chia đôi cái phần giấy này ra. Đây là đoạn đứt lúc nãy.